Xin chào tất cả các bác cùng đam mê dòng chó sang nha. Sáng sớm ngày hôm nay là em tranh thủ một chút cái thời gian để coi mấy con chó con cho anh em được theo dõi. Có những anh em hỏi em là dòng chó con của em là như thế nào thì bây giờ em đang tranh thủ chút thời gian để coi lên. Đây, chó con của em rất là nhiều nha các bác nha. Đấy. ba con bé này. Đây còn lại nó có đồng tâm bút không ạ? Đấy con này là món ngắn tún nha anh em nha. Đấy. Đây. Cái đem rất là đẹp. Ai nhu cầu mua cái đem về mà làm giống gì sắm bát thì ở cho em. Tay nhỏ nha. Đây. Em coi video thất thất để cho anh em. Đây. Đấy nha. Đấy, rất là sáng sủa. Chung một. Đây. Đây nha. Đấy. Chưa có. Tờ lô, tờ lô xem. Tờ một tấm bố trong quay phim. Đây nha. Con mình có tiền rất tốt, mình chết có cái gần đây rất tốt, mình chết để nhà coi nha. Đó, ba con của mình đây. Đầu đẹp nha anh em nè. Chúng mua người nhớ thì về nè. Nếu các bác ai nhu cầu rồi ở cho em. Cả ba con đều đẹp như nhau nha. Đấy, như này là viết sang con mèo ở nhà này, con mèo ở nhà với lại có con lợn rừng lai của mình ở nhà, em cho đàn này nó đi cũng biết sang rồi. Nó tuy nó như này nó không biết, nó cũng khôn phết rồi. Nó đến nó đang thai răng rồi nha anh em nha. Chắc vào từ 5-6 tháng rồi. Dùng chó cỏ này nó bé bé đâu. Đấy, dùng chó sang này là con mẹ nó là chó sang duy thôi. Nên con nào cũng đẹp. Đấy, được các bác mà xem này. Xem từng con một. Đấy. Đấy, cả con đực này, con đực đem đực đem này, cái của mình này. Đực này đầu đâu được con ngọ là em ép vào trong lồng nhá. Xong nó bị con nó bị cái lồng nó quẹt vào đầu. Đấy. Các bác ai nhu cầu về giống chó là cạnh thì chỉ có con ở dưới nhà, con gấu ở dưới quán kia thì mới đầu thủ nó mới mắt tay viết nó mới dựng. Còn dùng chó sang của em thì tay lại không dựng đâu các bác ạ. Tay nó hơi ấy, con này là tay kiểu tay của nó thì gần giống như kiểu tay đúng như xin tay dùng chó sang của em. À, không dựng tay lắm đâu. Này con này bố mẹ nó sang rất là ok luôn, mẹ sang hơi lạnh đẳng cơ luôn. Nên là bây giờ mình đang bắt về thì nó bé tí mà nó rất là khôn luôn anh em nha. Không kiểu gì luôn. Con chó con ai chú con ai con chó 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 con nhất thì phải chơi thì bố làm biết chơi mà chẳng mua lo không sao thế chết sợ tiền bố cà phê ra cái nắng con gà đẹp quá của các con nó đây nha.
mấy con. Như này là các bác ai có nhu cầu mua mấy con to to một chút thì ở cho em, để em chuyển cho anh em. Có rất là nhiều anh em đang đòi xem những cái video tiếp theo của em thì em cũng gọi là khá là bận, nên là em cũng không có thời gian để quay lên cho anh em. Đấy, hôm nay sáng sớm. Mi nè nè. Con này bây giờ rất là khôn nha các bác nha. Em ủi phát là nó biết luôn. Ủi phát là nó biết, nó phi lên luôn. Con này nó bây giờ nó đã rất là quen em rồi. Đấy. Đây, đầu thủ lưới đốn rồi. Thân to nha, con này ở trên 20 cân anh em ạ. Cái dây này thì lúc ba về là trụ bột hơi lâu rồi. Các vài bữa nữa là em phải tháo ra. Em tháo ra em cho nó hơi lộn lộn một chút vào. Còn dây này là bột é hết cả cổ rồi. Đây. Tổ hết lông rồi. Các bạn nha. Ok luôn, chạy rất là nhanh luôn nha, chạy theo xe cực kỳ nhanh luôn. Khả năng ngày mai hoặc ngày kia là em dưới là em sẽ cho nó chạy theo xe cho anh em. Anh em cùng em đăng ký ủng hộ cái kênh của em, theo dõi hộ kênh của em. Để em cho chạy xe cho các bác xem nha. Mi. Con này tay rất là lì luôn nha anh em nha. Vài hôm nữa em sẽ cho con này đi sang hiêu cho anh em cùng đam mê cùng theo dõi. Con này thì hiền thôi. Con này cả dáng cả cái gì cũng sủa hết nha các bác nha. Đấy. Em sẽ cho con này đi tết hoặc là rừng để cho anh em cùng theo dõi. Con này riêng đổ mà như nào em không biết, nhưng mà em khẳng định là con này em mang về đi sang thì sang rất là ok. Nếu mà em huấn luyện thì nó sang ok luôn các bác ạ. Mic đấy, mic đấy. Các bác này có nhu cầu rồi thì ới cho em. Hôm qua vừa có người thông báo với em là có một con chó săn rùa rất là ok này. Có một con săn rùa này, có một con săn ruối này. Đấy, các bác ai có nhu cầu rồi thì ới cho em. Để em cung cấp cho các bác. Để các bác về mang về săn rùa nha. Đấy, con săn rùa thì chủ nó đang đi chuẩn bị đi làm công ty ở dưới... đi làm công ty ở Hưng Yên. Tôi đẹp là đây. Thì là tôi thôi. Các bác ai nhu cầu rồi nhanh tay để ở cho em. Hôm qua em cũng có đi xem rồi, nhưng mà chủ lại đi đón con không ở nhà, nên là em vào đấy thời tiết rất là nóng thì em cũng không quay được chút video để cho anh em xem. Con đấy chó cực kỳ đẹp luôn nha các bác nha. Ai mà hợt cái con đấy là chó màu lông vàng. Có một con màu lông vàng. Còn có một con thì chó cọc rồng Hà Giang. Cọc nhưng mà nó hơi cào lửng một chút. Nó màu hơi chất chán nha. Chán vàng chán. Anh em ai có nhu cầu mua về con cọc Hà Giang thì ai có nhu cầu mua về để đi đào ruỗi này, sang cải cáo thì ok luôn. Lông khô, lông to luôn. Các bác nha. Đi vào rừng thì chịu khó cực kỳ luôn. Hàng thú to thì... họ cũng đã được mang đi đuổi một hai lần rồi, họ cũng đã được cán rồi. Nhưng mà chó hơi to thì họ bảo chạy không được nhanh lắm. Đấy thì anh em ai có nhu cầu về săn ruồi thì đẳng bảo luôn mà sang ok luôn. Thử ấy cho em. Chó khá là đẹp nha. Để mai em có thời gian là em đi quay video mà em thông báo cho anh em. Giá cả như nào thì em thông báo cho anh em. Sáng ra sớm xong là hôm qua em định về sớm để em quay, nhưng mà không, em về đến nhà đã gần tối nữa. Không có bỏ bao nhiêu công việc thời gian sớm để về. Nhưng cuối cùng thì mình cũng về đến nơi thì cũng hơi
tối một muộn rồi, thì có gì mong các bác thông cảm cho em. Các bác thật sự là yêu thích thì em sẽ cho các bác vào xem những, em sẽ vào qua những video thật kỹ để cho các bác theo dõi. Đây, cái mic của mình nha. Nhiều anh em chắc cũng đang tại vì cái mic của mình là cũng chưa nhìn thấy nó rõ như này. Đây nó là như này. Cái sáng này thời tiết rất là đẹp, anh cúi xuống này để anh em nhìn kỹ này. Đấy. Đầu thủ nó như này. Đuôi nó, chân tay nó thẳng tưng như này này. Đấy, các bác thích loại chân tay cực kỳ đẹp là con này là hết ý chê luôn này các bác nha, hết ý luôn nha. Con này các bác còn chê nữa thì em cũng không biết tìm con nào để ưng ý được các bác. Những cái đỉnh đầu của con này đấy vừa rồi là em cho vào lồng này, em ép vào là nó, chó này nó không từ nhỏ đến lớn mà không chưa vào cái lồng bao giờ. Thế là nó giấy là bị mấy cái xác kia nó quẻ vào. Vào trong đầu này, vào một bên cái tai nha, rất là nặng. Nên là em đã bơi thuốc vào khỏi hết rồi, em đã cho thuốc nó uống khỏi hết rồi. Đấy. Thì các bác ai nhu cầu rồi thì sớm để ở cho em. Để em báo cho anh nha. Nó đang ngủ dưới chuồng cài này thôi các bác nha. Đấy. Em nhu cầu hàng to hơn có mà hàng bé hơn có. Con này là đã chuyển thành rồi nha. Bây giờ từng kích cỡ như này anh em mang đi sang rùa sang viết là cực kỳ chủ khó luôn rồi các bác nha. Đấy. Hay à, mày chạy vào đây đi. Đầm đuối như này không có đường mà chạy. Đây nha. Con này thì sủa rất là nhiều luôn, sủa suốt cả ngày luôn. Con đem này thì cũng đẹp đi xì như có ngày mấy trước là em bán đi xuống dưới Bình Định cho ông Hiếu nha, sang cày cáo rất là đẳng cấp đấy nha. Đây, mấy ba con này là cùng một lứa luôn đấy các bác ạ, cùng một lứa luôn nha, ngày suốt ngày luôn. Nhà mình thì cũng không có cái chuồng nào để mình nuôi vào trong thì toàn xích như này. Khả năng nếu mà không có gì thay đổi vài hôm nữa em sẽ chuyển con lợn rừng, con đực, lợn rừng lai kia về trên này để em cho mấy con này vào dưới cái chuồng dưới kia. Chó của em rất là nhiều. Em cũng không thể mà mang đi huấn luyện hết được. Đấy, bằng này thì em chỉ mang đi mấy lần em chỉ mang đi được tận khoảng 2 con thôi các bác nha. Đấy. 2 con thì mình còn dễ chăm sóc, mà mang nhiều quá đi thì nhiều lúc vào chỗ nhà người ta thì rất là khó chăm sóc nó nha các bác nha. Em đây anh ơi. Chắc là được lắm, bây giờ cô quen này chưa được rồi. Anh cứ mang đi đi được, trả được hơn tuần nhỉ. Bắt thì dễ không mà, con này nó không hiền như con, nó không như con khác đâu, nó hiền không. Con này là nó như kiểu chó nó ở nhà nó cũng đi tơ quen, nếu mà sang một thời gian mà sang tốt cho thiếm mẹ đi một cục giấy đi. Đấy, thiếm mẹ đi một giấy đi, bây giờ để nó như này thì cũng nó hay đi tờ, thiếm luôn con này đi ao lắm, đi xa. Đấy, nếu mà nó đi chán thì nó mới về một tuần, một hai em ấy nó mới về đấy, mà không nó không bán luôn đấy. Đi có thì có ai được, có lúc đi cả tuần. Thì mới bảo là bây giờ mang đi mình nuôi nó quen một tí, không thì không thì nếu mà nó hay đi ấy, thì anh thiếm mẹ đi, hay là mang đi đuổi một hai lần mới thiên.
Ở đây đi đuổi, nếu mà nó mà làm là đuổi mà không cần là nó ấy luôn. Bây giờ anh như này này, anh nếu mà anh sợ nó bắt khói, anh cứ cho cái nó đuôi cả xích xong anh chạy, anh đi xe anh chạy cho nó đuổi một hai đoạn, nếu mà nó cứ đi theo anh cứ ủi nó đi theo anh là mà vài lần anh vào rừng nó khát theo. Nếu mà nó cứ chạy ngô ngang đi một nơi nó không theo mình là nó vẫn còn chưa theo. À thế thì thế thế này nó theo luôn rồi. Ở nhà chủ nó cũng cho đi sang lợn sổng rồi, nó ui mà bảo lợn sổng này lợn rừng thì nó chưa đi test luôn bao giờ, nhưng mà lợn sổng thì đảm bảo luôn à. Nó bảo đảm bảo luôn mang đi. Đây con cái vẹn của mình vẫn còn đây nha. Đấy, có nhiều anh em hỏi về con vẹn của mình. Đấy đầu thủ còn rộng hơn cả cả con đực đấy, mát nó như này này. Mát là mẹ em này, mai này rất là lì nhá. Tính này cực kỳ a luôn các bác ạ. Cắn nhau cái con đực không chịu nhường luôn nha các bác nha. Chu 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 chu. Đấy bây giờ con cào cái bắt đầu chu chu là đi chu 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 chu. Em thì đợt này đàn dưới kia em có một đàn phải ít nữa có người trông nhà cho em, dưới kia thì em mới mang đàn này đi vào rừng đi tết săn cày săn sóc cho anh em. Anh em sẽ được theo dõi những cái mấy cái con chó con của em đây. Con này đưa đàn kia đi thì rất là ok, con này đuổi đi cùng mình gà cái gì không đuổi, gà sóc viết là nó đuổi ok. Con này là hơi bị đẹp đó anh em nhá, tay dài mà dùng đầu thủ đẹp như này thì em nghĩ cho cũng có rất là y luôn các bác nha. Mi có chắc có rất khả năng có rất là ít những đầu thủ này. Con này là 3-4 tuổi rồi, nhìn nó cũng có tuổi rồi. Đấy, nhưng mà vừa rồi đi tơ nó cắn nhau hỏng hết cả tay đây, kinh khủng cử luôn. Mà về lại gà với con vẹn của mình kia là nó cũng cắn cho một phát, nó đợt trước nó đi sang cùng nhau, đây là con vẹn, nó con này cắn cho con vẹn, cắn vào chân con vẹn nó rất là ghét con này. Đấy. Con này em khẳng định luôn, đi sang với các bác thì nó sang ok luôn các bác nha. Con này nghe đằng khát sủa trên đồi đã phi đi rồi. Thì em sẽ cho đi sang lợn sang hiêu cho anh em. Con này hiêu thì em biết là sang tốt rồi, con này chắc chắn nó sẽ đánh hơi lạnh. Đấy, các bác muốn theo dõi những cái kênh video tiếp theo của em thì vậy, nếu mà thời tiết mà không thay đổi gì thì khả năng là ngày mai là bọn em bắt đầu đi sang bắt. Thì có cái gì em sẽ đăng lên YouTube để anh em cùng theo dõi. Mic 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 mic. Đấy. Con này cắn nhau nhiều quá, một cái tay là nó hơi ấy rồi. À? Bên tay này nó hơi như kiểu hơi tụt xuống rồi. À. Món to nha anh em nha. Dòng chó mà còn từng cái cỡ như con này thì có rất là y luôn các bác nha. Đấy, lỗ đích thì nó cũng hơi to, đuôi thì lúc nào nó cũng bình thường này luôn. Các bác yên tâm luôn, có gì thì em sẽ đăng lên video để các bác theo dõi. Ở video của em xin ngắt lại tại đây. Xin chào tất cả các bác đang theo dõi kênh YouTube của em. Hẹn các bác sẽ gà những cái gà lại những cái video tiếp theo. Em cung cấp cho dòng mông cọc, dòng chó săn các loại thú to thú nhỏ cung cấp cho anh em. Mà em thời gian thì khả năng là em đi cũng hơi đã ít. Em thì làm nhiều việc quá em đi hơi đã ít. Thì có gì là mong các bác thông cảm cho em. Xin chào tất cả các bác, em sẽ hứa với các bác là sẽ có ngày là em sẽ có những video đi sang những cái dòng thú to rất là thú vị để anh em cùng đam mê, cùng xem cho giải trí nha. Xin chào tất cả anh em.